Ok nhá, hello anh em và hello các bác. Xin kính chào tới toàn thể quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của M2 Audio. Là trong buổi ngày hôm nay thì em có mấy đôi loa của MC Sound. Em loa Phúc 30 nhá bác nhá. Thì em lên em giới thiệu đến cho tất cả anh em nhà mình. Để anh em nhà mình thứ nhất là các bác có thể mua về chơi. Đấy, ghép dàn karaoke thì loa này cũng rất là ok. Đấy, thì con loa này thì nó là dòng loa bãi. Đấy, bát 30 anh em nhá. Và giá rất là hợp lý luôn. Đó, giá rất là hợp lý luôn. Ok cho anh em. Và ở đây thì cái dòng loa này của M2 thì M2 cũng chỉ có 4 đôi thôi, 4-5 đôi. Đó, anh em nào có cái nhu cầu thì có thể lấy nhanh. Trước khi M2 giới thiệu cho các bác thì M2 xin giới thiệu qua một cái vòng nữa cho các bác đây này. Đó, cái đây, đôi loa đây. Em để đây để tiếp test cho các anh nữa. Anh em nhá, rất là đẹp luôn. Loa đang còn đẹp lắm. MC Sound này. Đấy, loa này thì nó sử dụng bát neo tép thường các bác nhá, bát neo tép thường. Và con này thì nó sử dụng cái phân tần dối. Ok cho anh em. Phân tần dối, đó, sử dụng phân tần dối các bác nhá. Đấy, tụ nhôm này. Phân tần dối là cuộn cảm rất là to các bác nhá. Đấy, hai cuộn cảm lõi không khí. Và cái cuộn cảm lõi không khí này thì nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái lần cuộn cảm kia các bác nhá. Đấy, hàng này thì rất là xịn rồi. Đấy, cái này nó phải ngang ngang tựa với cái đời của Martin anh em nhá. Đó, ngang ngang tựa cái đời của Martin, anh em nào lấy cái dòng này thì có thể là liên tưởng qua cái dòng của Martin. Đây là cái dây của loa đây anh em này. Đó, ok chưa các bác. Thì con này thì nó là thùng vát các bác nhá. Đấy, các bác nó thiết kế ra có thể là làm cả monitor đấy. Đấy, con này là mã là EMX12 này. Anh em thấy chưa? Đấy, MC sao này, để cho mọi người. Và con này thì đây, tất cả nó đầy đủ luôn cho anh em này. Đó, đầy đủ cho tất cả các bác về cái mã vạch luôn, hàng xịn nhá. Hàng bãi xịn nhá. Đấy, hoạt động là 62 Hz cho đến 20 kHz này. Đấy. Con này công suất là 300W ở 8 ohm này. Đấy, input vào là 1+1- đây các bác nhá. Đấy, có một đường vào này và một đường line tín hiệu này, đúng không? Đấy, sử dụng cho nó là gì ạ? Đây, sử dụng một con bát là từ 17 và côn 65 anh em nhá. Từ 17 và côn 65. Ok cho anh em. Đấy, côn 65. À, không phải côn 65 đâu anh em, mà con này nó côn nó to hơn đấy. Các bác nhá. Con này phải 76 thì không phải, nhưng 65 cũng không phải đâu anh em. Côn to phết đấy các bác nhá. Đây, bát đây. Đấy, bát này là bát gần 2 sóng anh em nhá. Nó tựa tựa như cái dòng của RCF luôn. Rất là VIP này các bác này. Đó, đầy đủ máu vạch cho anh em này, hàng xịn nhá. Tiếp theo là cái dòng gì ạ? À, tiếp theo là cái dòng tép neo của RCF. Đấy, tép neo của RCF anh em nhé. Đấy, tép neo của RCF. Đấy, xịn sò rồi, các bác chơi cái dòng này mà có tép neo là quá là ok rồi, đúng không? Đấy, rẻ cực kỳ luôn. Ok cho anh em. Và con này thì em sẽ báo giá cho tất cả các bác là 8,5 triệu một cặp. Em báo giá nhanh nhá. Bán nhanh luôn, thanh lý nhanh luôn cho anh em. 8,5 triệu một cặp. Cái đôi này thì năm ngoái đấy, có thể là những các bác sẽ mua đến 11-12 triệu đấy. Không ít đâu anh em nhé. Giá rẻ luôn, thanh lý luôn anh em nhé. Đấy, có 4 đôi rồi, hàng bao zin đẹp 100%. Đó, anh em có thể là nghe đây này. Đây, bật cho anh em nghe này. Đây, loa đây các bác nhé. Hương đêm về con, khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng. Lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lần lần lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tấm sông vui tình lửa đôi. Lòng anh những thấy càng thương như em, dù xa nhau trọn ngày đêm. Càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao cao mãi. Ôi, xinh
ước của ta. Anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình ca. Ok cho anh em. Đấy, chất lượng âm thanh thì quá là tốt rồi, không cần phải nói nhiều nữa rồi, đúng không các bác? Đấy, ok chưa? Thì đôi loa này em thanh lý nhá, giá rẻ luôn cho anh em. Anh em mua rất là rẻ đấy, thời điểm hiện tại thì nó chỉ như một đôi loa của Việt Nam thôi. Đó, rất là rẻ luôn anh em nhá. Đấy, đây này, các bác nghe này. Đây, 0972345183 nhá. Loa bao zin bao xịt đét 100% hết anh em nhá. Tép neo 100% luôn. Đó. Nói chung là anh em cái giá này anh em mà đi mua cặp tép này còn chưa được cơ. Nói thật với các bác là như thế. Nên anh em tranh thủ mình chơi nhá. Chất lượng âm thanh đỉnh cao luôn. Ok cho mọi người. 0972345183. Đây là Zalo của cửa hàng bên em 2 và số điện thoại các bác nhá. Liên hệ trực tiếp để lấy dòng loa này về chơi nha mọi người. Ok. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau nhá. Bye bye.